bản tin chọn lọc ngày 3 tháng 10. Thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi kể về chuyến đi ám ảnh khi bị tàu của Trung Quốc tấn công. Báo cáo cho biết con rể của cố thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích vào Damascus. Các nghị sĩ Iran tại quốc hội hô vang khẩu hiệu tiêu diệt nước Mỹ. Mỹ không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Blogger chiến tranh cho biết Nga kiểm soát hoàn toàn pháo đài Vuleda ở miền đông Ukraine. Chạm chán trên không, Su-35 của Nga tạt đầu bất ngờ khiến tiêm kích F-16 của Mỹ trao đảo. Những điểm nóng trong cuộc tranh luận trực tiếp của <laughs> hai ứng viên phó Tổng thống Mỹ. Sân bay Nhật Bản đóng cửa vì bom thời thế chiến phát nổ. Chiến thuật bắt giặc phải bắt vua bùng nổ Trung Đông đang khiến Bắc Kinh lo sợ. Chào mừng quý vị đến với bản tin chọn lọc ngày 3 tháng 10 của Đại Kỳ Nguyên. Mở đầu là phần tin nóng đáng chú ý liên quan đến vụ mới ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công khi đang đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa. Kính thưa quý vị, mới đây Thuyền trưởng của tàu cá 95739TS, ông Nguyễn Thanh Biên đã chia sẻ với cộng tác viên của đài BBC vào ngày 2 tháng 10 rằng tàu tấn công ngư dân Quảng Ngãi mang cờ Trung Quốc. Nguyên văn lời ông Biên nói như sau, tàu có cờ Trung Quốc, chúng tôi đánh bắt ở ngư trường đó và tàu tấn công là tàu của Trung Quốc nhưng không biết loại nào. Chúng lên tàu thì bận đồ dàn di, chúng đánh thì anh em vụt hết rồi nên không biết gì hết. Ông Biên nói thêm, nói chung tính trang thiết bị gồm máy móc, ngư cụ và mấy tấn cá thì sơ sơ thiệt hại hết 500-600 triệu đồng. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Biên cũng kể lại rằng, anh em tàu chúng tôi đi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa cũng mười mấy hôm rồi, tới ngày 29 tháng 9, lúc 6 giờ sáng chúng tôi phát hiện một chiếc tàu ở rất xa, mắt thường chưa nhìn được nhưng nhìn trong máy định dạng thì thấy, đó là tàu 301. Ông Biên cho biết, sau khoảng một tiếng đồng hồ diệt đuổi thì tàu của Trung Quốc bắt kịp tàu cá của ông. Sau đó tàu 301 thả ba chiếc cano kẹp vô hai mạn tàu cá Việt Nam. Các ngư dân Việt Nam đã tìm cách không cho lực lượng của Trung Quốc đu lên, leo lên bong tàu. Chúng dí nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, sau khi không leo lên được thì chúng điện chiếc tàu 101 tới áp sát, kẹp và rượt đuổi chúng tôi. Ông Biên kể tiếp, tàu 101 tiếp tục áp sát rồi quang móc lên tàu cá của Việt Nam để cho người đu lên. Lúc bấy giờ là khoảng 9 giờ sáng. Lúc đó mấy anh em ở dưới tàu la lên là bọn Trung Quốc leo lên được rồi. Tôi cũng hoảng nên cho tàu chạy nhanh về phía trước. Sau khi cho ba chiếc cano cặp vào tàu cá, khoảng 40 người Trung Quốc đã leo lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Mỗi người cầm một cái rủi cui. Chúng tôi vừa chạy thì chúng đánh từ đằng sau đánh tới, gặp đâu đánh đó. Chúng nhằm vào tôi là thuyền trưởng. Hai thằng đánh vô lưng và vai làm tôi bất tỉnh. Trong khi tôi bất tỉnh nó đánh mấy anh em khác. Một anh bị gãy tay là Huỳnh Tiến Công, ông Biên thuật lại sự việc trước khi ông bị đánh bất tỉnh. Giữa lúc ông Biên bất tỉnh thì lực lượng của Trung Quốc đã dồn các ngư dân Việt Nam lại, bắt quỳ xuống rồi lấy bạt che lại hết. Một số ngư dân xin đưa ông Biên vô cabin để làm hô hấp nhân tạo, nhưng lực lượng của Trung Quốc thoạt tiên không cho, sau một lúc mới cho. Tới khoảng 13 giờ chiều thì thông dịch viên thông báo cho tàu cá của ngư dân chạy về Việt Nam, sau khi đã lấy hết lưới, máy móc và mấy tấn cá lúc bấy giờ tàu 101 của Trung Quốc vẫn bám theo. Thuyền trưởng biên cho tàu chạy về hướng đảo Lý Sơn và dùng máy liên lạc gọi về Tổng đài Duyên Hải để thuật lại sự việc. Khi tàu vô cách bờ tầm 40-50 hải lý thì gặp tàu 6001 của Cảnh sát biển Việt Nam, lúc đó mới băng bó cho anh Huỳnh Tiến Công rồi tiếp tục chạy về đất liền. Ông Biên kể tiếp, ngư dân Huỳnh Tiến Công, 47 tuổi, chú ở xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, là người bị đánh nặng nhất. Ông bị gãy tay, chân bị đánh xương vù và bị thương nhiều nơi khác trên cơ thể. Ông kể với cộng tác viên của đài BBC rằng chiếc tàu đã thả cano tiếp cận tàu cá rồi cho người leo lên và đánh anh em tới tấp, đánh phủ đầu. Ngư dân Nguyễn Thương, 34 tuổi, bị đánh tới mức hở khớp tay, kể lại rằng ông đã bị đánh bằng tuyếp sắt dài cỡ 1 mét. Dù bị đánh và bị cướp hết cá và ngư cụ, nhưng các ngư dân nói rằng họ sẽ vẫn tiếp tục đánh cá trên vùng biển của Việt Nam. Việt Nam có bằng chứng lịch sử không thể chối cãi ở Hoàng Sa Trường Sa. Tuy nhiên do Trung Quốc đã chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974, nên ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá tại ngư trường này luôn đối mặt với sự xua đuổi, thậm chí là hành hung của các lực lượng Trung Quốc. Hội thủy sản và Bộ ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối. Hội thủy sản Việt Nam đã gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương vào hôm thứ tư ngày 2 tháng 10 về việc phản đối phía Trung Quốc cản trở, cướp phá tài sản, đánh đập ngư dân và kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ ngư dân khi đi đánh cá trên biển. Công văn dẫn báo cáo của Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng của Trung Quốc liên tục nhiều lần xua đuổi, ngăn cản, cướp phá tài sản, trang thiết bị, ngư cụ và sản phẩm hải sản đánh bắt của ngư dân Quảng Ngãi khi đang đánh bắt trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về kinh tế và đe dọa tính mạng của ngư dân ta. Công văn đã liệt kê các vụ việc ngư dân bị cướp, bị đánh đập, gãy tay, gãy chân vào các ngày 19 tháng 8 và ngày 29 tháng 9 năm 2024. Do đó, Hội Thủy sản Việt Nam kiến nghị như sau. Kịp thời xác minh vụ việc, lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái như trên, bồi thường thiệt hại về sức khỏe con người, tài sản cho ngư dân Việt Nam, không xâm phạm đến hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ ngư dân, thường xuyên có lực lượng chấp pháp hỗ trợ cho ngư dân, bảo vệ an toàn cho ngư dân Việt Nam để ngư dân yên tâm bám biển sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam góp phần phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia và giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngày 2 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối việc lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đánh bị thương ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói với báo giới, hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Bà Phạm Thu Hằng nói thêm, Việt Nam hết sức quan ngại bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây thương tích, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam. Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự. Chuyển đến những cập nhật về tình hình đang rất căng thẳng ở Trung Đông. Thưa quý vị, ba người đã thiệt mạng vào chiều thứ tư ngày 2 tháng 10 trong một cuộc không kích nhắm vào một tòa nhà ở thủ đô Damascus của Syria, nơi được cho là nơi lui tới của các chỉ huy Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo trang Sky News Arabia, một trong những người thiệt mạng là Hassan Jafar Qashir, con rể của cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Đài quan sát nhân quyền Syria, một nhóm đối lập có trụ sở tại Anh đã báo cáo có 7 người thương vong trong cuộc tấn công này. Bộ Quốc phòng Syria xác nhận cuộc không kích xảy ra vào lúc 5 giờ 25 phút chiều theo giờ địa phương, nêu rõ rằng Israel đã nhắm vào một tòa nhà dân cư khiến ba thường dân thiệt mạng và ba người khác bị thương, đồng thời gây ra thiệt hại đáng kể. Đầu tháng này, cũng có báo cáo về một cuộc tấn công của Israel vào một chiếc xe gần phi trường quốc tế Damascus, khiến một số thành viên của Kataib Hezbollah, một lực lượng dân quân ở Iraq, thân Iran, thiệt mạng. Trong khi đó, sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel, các chính trị gia Iran đã đứng tại quốc hội nước này và hô vang khẩu hiệu cái chết cho nước Mỹ. Họ cũng vừa đấm tay vào không khí, vừa đọc những vần thơ trong kinh Koran. Hoa Kỳ và Iran là kẻ thù lâu năm và không có bất kỳ quan hệ ngoại giao nào kể từ khi Tehran chiếm Đại sứ quán Hoa Kỳ vào năm 1979. Hoa Kỳ cũng là đồng minh của Israel và đã giúp nhà nước Do Thái tự vệ trước cuộc tấn công của Iran vào tối ngày 1 tháng 10 bằng cách đánh chặn hỏa tiễn phóng vào lãnh thổ Israel. Sau cuộc tấn công, Iran cũng cảnh báo Mỹ chớ can dự vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã khẳng định chiến dịch tấn công Israel đã kết thúc và chúng tôi không có ý định tiếp tục, nhưng nhấn mạnh Iran sẽ có hành động quyết liệt hơn nếu Israel trả đũa. Hiện tại Israel đang cân nhắc tấn công vào các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran để đáp trả, nhưng chính quyền ông Joe Biden đã cản trở tổng thống mỹ đã nói với các phóng viên vào hôm thứ tư rằng jerusalem có quyền đáp trả nhưng phải thực hiện tương xứng khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của iran hay không ông biden nói rằng câu trả lời là không trong cuộc họp sau vụ tấn công vào tối thứ ba nội các israel đã quyết định đáp trả bằng vũ lực nhưng trước tiên phải phối hợp với washington đài truyền hình công cộng khan trích dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Phản ứng của Israel sẽ không dẫn đến chiến tranh khu vực và đưa tin rằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng tới là một yếu tố trong các cuộc thảo luận của Israel. Một viên chức Israel nói với tờ The Times of Israel rằng cuộc tấn công sẽ được thiết kế để gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho Iran. Điều đó dường như chỉ ra rằng Israel sẽ nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, mũi nhọn trong nền kinh tế của quốc gia hồi giáo. Doanh thu từ dầu mỏ chiếm khoảng 20% GDP của Iran và vận may của nền kinh tế tăng và giảm theo việc xuất khẩu dầu. Việc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran cũng được thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham ủng hộ. Trong nhiều tháng qua, ông Graham đã luôn theo đuổi lập trường cứng rắn đối với Tehran, cho rằng Israel nên tấn công các nhà máy lọc dầu của Iran vì đó là nguồn tiền mặt để chế độ này duy trì chính sách khủng bố. Ông Graham viết trên mạng xã hội X rằng ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Donald Trump vào đầu ngày thứ ba và rằng ông Trump quyết tâm và kiên quyết bảo vệ Do Thái khỏi các mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Iran. Ông Graham, đồng tình với tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ, cho biết khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở, Iran đang yếu về mặt kinh tế và ông ấy đã gửi cho chế độ này thông điệp cuối cùng bằng cách loại bỏ tướng Soleimani. Thượng nghị sĩ Graham cũng cho biết điều duy nhất mà chế độ Iran hiểu được là sức mạnh và bây giờ là lúc hành động quyết đoán chứ không chỉ là những tuyên bố. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 2 tháng 10 đã cho biết ông sẽ không ủng hộ Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Tehran. Ông Biden đã đưa ra phát biểu này một ngày sau khi Iran bắn hơn 180 hỏa tiễn vào Israel. Ông nói, chúng tôi sẽ thảo luận với người Israel về những gì họ sẽ làm, nhưng các quốc gia G7 đều đồng ý rằng họ có quyền đáp trả, nhưng họ nên đáp trả tương xứng. Một số nhà phân tích cho biết, phản ứng của Ten Aviv có thể sẽ gay gắt hơn so với khi Iran phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái vào lãnh thổ Israel vào tháng 4. Có chuyên gia thì nhận định rằng lần này Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Tehran. Tuy nhiên cũng có chuyên gia nhận định Hoa Kỳ sẽ cố gắng để tác động đến phản ứng của Israel trong nỗ lực tránh một cuộc chiến tranh khu vực. Khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có ủng hộ Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran như nước này đã đe dọa từ lâu hay không? Ông trả lời các phóng viên, câu trả lời là không. Tổng thống Biden cho biết sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran và ông sẽ sớm nói chuyện với người đồng cấp Netanyahu. Theo một quan chức Washington, giới chức Israel đã nói với các đối tác Hoa Kỳ rằng họ vẫn đang hoàn thiện các mục tiêu, thời gian và phương tiện để đáp trả cuộc tấn công của Iran. Israel có thể không cảm thấy buộc phải tấn công ngay lập tức, xét đến thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Iran, nhưng nguồn tin của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không chờ đợi lâu vì lo ngại rằng động thái trả đũa sẽ mất hiệu quả gian đen nếu bị trì hoãn. Theo nguồn tin, không giống như sau cuộc tấn công của Iran vào tháng 4, Hoa Kỳ không gây sức ép buộc Israel kiềm chế trả đũa, mà muốn Israel cân nhắc kỹ lưỡng các hậu quả tiềm ẩn trước. Chuyển đến chiến trường Đông Âu Ngày 2 tháng 10, các blogger và truyền thông cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Vuleda ở miền đông Ukraine. Các kênh Telegram của Nga đã công bố video ghi lại cảnh quân đội của Moscow vẫy cờ ba màu của Nga trên các tòa nhà đổ nát. Tờ báo Moskovsky Komsomolets đã cho biết, Vuleda cuối cùng đã thất thủ sau khi những binh lính cuối cùng của Ukraine đã rời khỏi thị trấn vào cuối ngày thứ Ba, ngày 1 tháng 10. Kênh Telegram Shop và các blogger chiến tranh ủng hộ Nga đã xác nhận rằng Vuleda hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của người Nga, mặc dù không có phản hồi chính thức nào từ quân đội Nga hoặc Ukraine. Cũng vào thứ Ba, một quan chức khu vực Ukraine cho biết quân đội Nga đã đến trung tâm Vuleda. Việc kiểm soát Vuleda nằm ở giao lộ của chiến trường phía Đông và phía Nam có ý nghĩa quan trọng vì nó sẽ giúp Nga dễ dàng tiến quân hơn khi cố gắng xuyên thủng sâu hơn phía sau các tuyến phòng thủ của Ukraine. Các blogger Nga cho biết, quân đội của họ hiện có thể cố gắng tiến về phía Velika Novosika, chỉ cách Vuleda hơn 30 km về phía Tây. Vuleda cũng nằm gần tuyến đường sắt nối Crimea với vùng Donbass. Lực lượng của Nga hiện kiểm soát 98,5% vùng Luhansk và 60% vùng Donetsk. Ở một diễn biến có liên quan khác, thưa quý vị, quân đội Mỹ vào ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương đã cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn ở Alaska vào tuần trước, một chiếc chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã bay sạt qua một cách nguy hiểm, gây ra sự trao đảo mạnh mẽ cho máy bay F-16 của quân đội Mỹ. Được biết, chiếc F-16 này đã mang theo hỏa tiễn khi xuất kích. Theo các báo cáo từ trang tin quân sự của Mỹ như Chiến trường, trang tạp chí không quân và lực lượng không gian và Defense One, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD Gregory Gillard đã công bố hình ảnh của chiếc F-16 đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn thường lệ đối với máy bay ném bom của quân đội Nga ở khu vực nhận dạng phòng không Alaska ADIZ. Vụ việc xảy ra vào ngày 23 tháng 9. Video được ghi lại từ buồng lái của máy bay F-16 cho thấy chiếc F-16 đang theo sau một máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS của Nga, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đột nhiên thì một chiếc Su-35 của quân đội Nga đã bay áp sát từ bên trái, khiến phi công của F-16 thốt lên kinh ngạc. Hình ảnh cho thấy F-16 đã trao đảo mạnh mẽ trước khi ổn định lại và bắt đầu bay cách xa chiếc máy bay ném bom của Nga. Báo cáo chỉ ra rằng chiếc Su-35 đã thực hiện động tác được gọi là hút đầu, hết bật vào mũi máy bay F-16. Tạp chí Không quân và Lực lượng Không gian Mỹ cho biết F-16 dường như đã mang theo tên lửa chiến thuật AIM-9 Sidewinder và tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, tiến AIM-120 Amram. Ông Kulot nhấn mạnh rằng F-16 đã thực hiện việc đánh chặn máy bay quân sự của Nga một cách an toàn và chuyên nghiệp, đồng thời chỉ trích hành động của Su-35 là không an toàn, không chuyên nghiệp và đe dọa đến mọi người. Hiện quân đội Nga vẫn chưa phản hồi cáo buộc của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Chiếc F-16 có thể thuộc phi đội tiêm kích đánh chặn số 18, đóng tại căn cứ không quân Elson đó là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện nhiều vụ chặn máy bay của Nga và gần đây là máy bay của Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của Alaska. Theo NORAD, máy bay Nga đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Alaska 4 lần trong tháng 9. Vụ chặn ngày 23 tháng 9 có sự tham gia của 4 máy bay của Nga. Bộ chỉ huy cho biết trong một thông cáo báo chí vào thời điểm đó. Theo báo cáo của Reuters, khi chiến đấu cơ đánh chặn máy bay địch hoặc máy bay không rõ nguồn gốc, có một loạt lựa chọn bao gồm việc mở họng súng ngay lập tức liên lạc qua radio với bên kia và cũng bao gồm cả việc thực hiện hút đầu. Hút đầu bao gồm nhiều hành động nhưng không bao gồm việc hai máy bay tiếp xúc trực tiếp với nhau. Một hình thức của nó là hai máy bay bay gần nhau, một trước một sau. Máy bay tấn công bay cùng tới phía trước của máy bay mục tiêu, làm mất ổn định của máy bay mục tiêu thông qua dòng khí thải từ động cơ phản lực. Trang Defense One đã chỉ ra rằng máy bay quân sự của Nga thường xuất hiện trong khu vực nhận dạng phòng không Alaska nhưng việc lần này lại tiếp cận gần máy bay quân sự của Mỹ, cùng với việc quân đội Mỹ hiếm khi công bố video đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vào tháng 7 năm 2023, máy bay Su-35 của Nga đã làm hỏng hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ bằng pháo sáng khi chúng bay qua chiếc máy bay không người lái. Sự cố đó xảy ra chỉ vài tháng sau khi Hoa Kỳ tuyên bố họ đã buộc phải lao một chiếc MQ-9 xuống biển đen vào tháng 3 năm 2023, sau khi một chiếc Su-27 của Nga cắt chúng cánh quạt của MQ9 khiến nó không thể phục hồi. Liên quan đến chính trường Mỹ, thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương, hai ứng cử viên phó tổng thống, Tim Watson của Đảng Dân chủ và James David Vance của Đảng Cộng hòa đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên kéo dài 90 phút trên đài CBS. Thống đốc Minnesota, Tim và thượng nghị sĩ Vance đã tranh luận về khủng hoảng Trung Đông, vấn đề nhập cư, thuế, phá thai, biến đổi khí hậu và kinh tế. Màn đối đầu giữa hai ứng viên phó tổng thống được đánh giá là khá lịch sự. Ông Vance đã chỉ trích phó tổng thống Harris về việc bà hành động không đủ để giải quyết các vấn đề lạm phát và nhập cư, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu như bà ấy có kế hoạch tốt thì bà nên thực hiện ngay lập tức. Ông Wangs đã phản bác lại bằng cách nói rằng cựu tổng thống Trump đã không thực hiện các cam kết trong thời gian ông tại nhiệm và chỉ trích hành động của ông Trump đối với dự luật an ninh biên giới. Liên quan đến khủng hoảng Trung Đông, ông Wangs đã chỉ trích cựu tổng thống Trump vì có thiện cảm với các nhà độc tài, trong khi ông Vance bảo vệ ông Trump cho rằng cựu tổng thống đã làm cho thế giới an toàn hơn trong nhiệm kỳ của ông. Khi được hỏi về khả năng ủng hộ một cuộc tấn công chống Iran, ừ. ứng cử viên Vance nói rằng ông sẽ để Israel tự quyết định. Trong khi ông Waas không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất trong cuộc tranh luận là về vấn đề phá thai, vốn gây chú ý từ khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược phán quyết công nhận quyền phá thai của phụ nữ vào năm 2022, gây ra phản ứng trái chiều và các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Ông Vance cáo buộc Đảng Dân Chủ có lập trường ủng hộ phá thai cực đoan và ủng hộ các đạo luật mà ông gọi là tàn bạo. Trong khi đó, ông Walsh đã phản pháo mạnh mẽ, khẳng định ông đứng về phía phụ nữ và ủng hộ quyền lựa chọn. Mặc dù các cuộc tranh luận phó tổng thống thường không tạo ra tác động lớn đối với kết quả bầu cử, nhưng trong một cuộc đua đang diễn biến phức tạp, bất kỳ sự dịch chuyển nào trong cảm nhận của công chúng đều có thể mang ý nghĩa to lớn. Các chuyên gia phân tích từ cả hai đảng cho rằng, ông Vance tỏ ra tự tin, nhã nhặn và chuẩn bị tốt hơn đối thủ trong cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa hai người. Tuy nhiên, kết quả thăm dò nhanh do CBS và YouGov thực hiện với 1.630 cử tri theo dõi tranh luận đã cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên là ngang ngửa với 42% người cho rằng ông j Vance thắng thế và 41% chọn Walsh. 17% người được hỏi đánh giá hai ứng cử viên hòa nhau. 88% người tham gia khảo sát nói rằng giọng điệu trong màn đối đầu giữa hai phó tướng nhìn chung tích cực, khác với cuộc tranh luận giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 10 tháng 9. Chuyển đến phần thông tin khác. Ngày 2 tháng 10, sân bay Miyazaki nằm ở phía tây nam Nhật Bản phải đóng cửa khi một quả bom Mỹ có thể có từ thời thế chiến thứ hai phát nổ. Hãng tin AFP dẫn lời quan chức Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết, vụ nổ tạo ra hố rộng 7 m và sâu 1 m trên một đường lăn. Một đội xử lý bom của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sau đó phát hiện nguyên nhân gây nổ là một quả bom của Mỹ nặng khoảng 227 kg nằm sâu dưới bề mặt đất, có thể còn sót lại từ một cuộc không kích thời chiến. Chưa rõ lý do tại sao nó lại phát nổ. Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết, trước đây cũng đã tìm thấy nhiều quả bom chưa nổ tại sân bay Miyazaki. Các khu vực gần đó cũng từng phát hiện bom vào khoảng năm 2009 và năm 2011. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng hình ảnh từ máy quay trực tiếp cho thấy một chiếc máy bay đã lăn bánh gần đó chỉ 2 phút trước khi quả bom phát nổ. Vụ nổ cũng xảy ra cách một nhà ga khoảng 100 mét. Việc đóng cửa sân bay đã khiến 87 chuyến bay bị hủy. Theo chính quyền Nhật Bản, hiện tại không có nguy cơ xảy ra thêm bất kỳ vụ nổ nào nữa và công việc sửa chữa để lấp hố bom sẽ hoàn thành trong sáng ngày 3 tháng 10. Tiếp theo chương trình là góc nhìn và bình luận. Thưa quý vị, liên quan đến một quốc gia gây rất nhiều bất ổn ở Biển Đông. Những gì đang xảy ra ở trào lửa Trung Đông có thể khiến cho chính quyền Bắc Kinh lo sợ. Những gì mà tình báo Israel làm được có thể sẽ chính là những gì mà Mỹ làm nếu như Bắc Kinh manh động ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Chuyên gia các vấn đề quân sự gốc Hoa Chu Hiểu Huy đã có bài phân tích cho thấy những nhà lãnh đạo của Trung Nam Hải hoặc kể cả ông Kim Jong-un ở Triều Tiên có thể đang rất lo lắng trong thời gian gần đây sau khi tiêu diệt lãnh đạo hamas và làm cho họ không còn sức phản kháng israel đã nhắm mục tiêu vào tổ chức hezbollah được iran ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ và có mục tiêu sử dụng vật liệu nổ để phá hủy hệ thống thông tin liên lạc của hezbollah xác định kho đạn của hezbollah và tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cuộc họp của lãnh đạo quân sự trong đó có cái chết của hassan nasrallah nhân vật hàng đầu của tổ chức này vào ngày 27 tháng 9, Israel lại thực hiện một hành động gây chấn động thế giới. Máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành không kích nhằm trúng vào trụ sở Hezbollah, sử dụng bom xuyên đất nặng 1 tấn và thả hơn 80 quả, khiến 12 lãnh đạo cao cấp của Hezbollah, bao gồm cả ông Nasrallah và các chỉ huy quân sự thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Ngoài ra, Phó Chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Niforosan cũng đã bị giết trong vụ nổ ông Nasrallah đã chủ trì nhiều cuộc tấn công khét tiếng, giết hại nhiều người Israel, người Mỹ và những người khác. Thủ tướng Israel Netanyahu đã cho biết, ông ta là trung tâm, là động cơ chính của trục tà ác. Ông ta và những người của ông là những người lập kế hoạch phá hủy Israel. Vào ngày 28 tháng 9, các thành viên cao cấp của Ủy ban Trung ương Hezbollah chỉ huy lực lượng an ninh phòng ngừa Nabin Khaouk cũng như các quan chức tình báo cao cấp của Hezbollah và thành viên cấp cao đều đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chính xác của Israel. Quân đội Israel cho biết, Hassan Khalil Yashin, lãnh đạo bộ phận tình báo của Hezbollah, chịu trách nhiệm nhận diện và tìm kiếm các mục tiêu quân sự và dân sự trong lãnh thổ của Israel để tấn công. Ông ta làm việc chặt chẽ với các lực lượng hỏa tiễn, hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái của Hezbollah và đã trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Israel kể từ khi vòng xung đột mới bùng nổ vào năm ngoái. Ông Yashin cũng đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công hơn sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Nếu so sánh, các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah mà Israel đã liên tiếp tiêu diệt tương đương với cấp bậc của các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo một biểu đồ do quân đội Israel công bố, cho đến nay, hầu hết tất cả các lãnh đạo chính trị và quân sự của Hezbollah đã bị quân đội Israel tiêu diệt trong các chiến dịch khác nhau. Chỉ còn lại một chỉ huy cuối cùng của Hezbollah là Abu Ali Rida. Israel đang tiến hành truy sát ông. Không thể nghi ngờ rằng Israel đã khéo léo áp dụng chiến lược bắt giặc phải bắt vua từ bộ binh pháp cổ đại của Trung Quốc. Kế cầm tặc cầm vương hay bắt giặc phải bắt vua có nghĩa là trong quá trình giao tranh giữa hai quân đội, trước tiên sẽ bắt giữ hoặc tiêu diệt chỉ huy có vai trò lãnh đạo, hoặc các lãnh đạo có vị trí quan trọng trong nhóm, từ đó khiến quân đội và thuộc hạ của họ mất lãnh đạo, làm suy yếu sức mạnh của đối phương. Nhiều trận chiến trong lịch sử Trung Quốc đã thành công nhờ vào việc bắt giữ tướng lĩnh và nhà vua, chẳng hạn như trận chiến của Hàn Tín trong giai đoạn đầu triều Hán khi ông bắt giữ Ngụy Vương. Ngày nay, những đòn tấn công mạnh mẽ từ Israel sẽ khiến Hamas và Hezbollah khó có thể phục hồi ít nhất là trong 10 năm tới. Quân đội Israel có thể bắt vua giặc dựa vào sức mạnh tình báo và quân sự mạnh mẽ. Mạng lưới tình báo của Israel rõ ràng đã thâm nhập vào Iran, Hezbollah và cả Liban và có thể thu thập được thông tin rất cao cấp, bao gồm thời gian, địa điểm và những người tham gia các cuộc họp cấp cao của Hezbollah. Dựa trên thông tin chính xác, Israel sau đó sử dụng không quân được huấn luyện bài bản để ném bom chính xác, tiêu diệt mục tiêu trực tiếp. Chiến thuật tấn công tinh nhuệ của Israel cũng đã khiến Iran cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng điều tương tự sẽ xảy ra đối với lãnh đạo tối cao Khamenei người được cho là đã được chuyển đến một địa điểm an toàn. Ông Netanyahu sau khi quân đội Israel tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đã cảnh báo Iran, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel sẽ nhận được phản ứng quyết liệt. Ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công lại. Ở Iran hay Trung Đông không có nơi nào mà Israel không thể chạm tới. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc, như một bên ủng hộ các hành động khủng bố của Iran, Hezbollah và Hamas, có khả năng cũng bị choáng ngợp bởi sức mạnh tình báo và quân sự mà quân đội Israel đã thể hiện. Lo sợ rằng một ngày nào đó cảnh tương tự cũng sẽ xảy ra ở Bắc Kinh. Trước hết, những người đứng đầu ở Trung Nam Hải lo ngại về việc dò dỉ thông tin nội bộ. Trong vài năm qua, nhiều sự kiện quan trọng đã bị dò dỉ, bao gồm thông tin bí mật của lực lượng hỏa tiễn Trung Quốc đã bị Mỹ nắm giữ. Vụ tai nạn của tàu ngầm hạt nhân ở khu vực Hoàng Hải vào năm 2023 bị các phương tiện truyền thông tự do nước ngoài phanh phui. Sự thật về virus và đại dịch COVID-19 bị tiết lộ. Các chính sách và tài liệu đàn áp, tẩy não ở Tân Cương được báo chí nước ngoài đưa tin hàng loạt. Thông tin cá nhân của các thành viên gia đình ông Tập Cận Bình bị dò dỉ và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Thực tế, kể từ năm 2012, số lượng bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phơi bày ra nước ngoài là vô số, từ các vụ bê bối của quan chức cấp cao của Đảng, thông tin tham nhũng, đấu tranh quyền lực nội bộ cho đến sự chạy trốn ra bên ngoài, và thậm chí là cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây hại cho người dân, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công và cả người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Những vụ dò dỉ như vậy là chưa từng có. Mặc dù các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành luật an ninh quốc gia mới, mở rộng quyền lực của Bộ An ninh Quốc gia và nhiều lần nhấn mạnh về lòng trung thành để ngăn chặn dò dỉ, nhưng đó chỉ là những nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng nguyên nhân dẫn đến nhiều bí mật của đảng cộng sản trung quốc bị dò dỉ một phần là do cuộc đấu tranh quyền lực giữa các quan chức cấp cao và một phần là do sự thức tỉnh của những người còn lương tâm trong đảng hiện nay trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc và trong dân chúng có rất nhiều người không hài lòng các lãnh đạo không chắc chắn có thể ngăn chặn được việc dò dỉ thêm nhiều bí mật nữa bao gồm cả tình hình nội bộ của họ và địa điểm ẩn náu trong thời gian xảy ra xung đột Lấy ví dụ từ Bắc Triều Tiên, sau khi các phương tiện truyền thông Nhật Bản tiết lộ rằng chính quyền ông Trump có kế hoạch thực hiện hành động phủ đầu, ám sát đối với lãnh đạo Kim Jong Un vào năm 2017, ông Kim Jong Un đã phải giảm bớt số lần hoạt động công khai và thường xuyên thay đổi nơi ở, thậm chí ra ngoài vào buổi sáng sớm trên xe của người thân tín. Điều này cho thấy mức độ sợ hãi là như thế nào. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2019, Mỹ bất ngờ công bố một phần hình ảnh tập trận mà khó có thể thấy từ bên ngoài. Theo báo cáo của tờ Chosun Inbo Hàn Quốc, hình ảnh này cho thấy cuộc diễn tập của Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc biệt Mỹ tại Hàn Quốc với các chiến sĩ đặc nhiệm Hàn Quốc diễn ra vào tháng 11 tại căn cứ Gunsan, mô phỏng việc xâm nhập vào Bắc Triều Tiên và bắt giữ lãnh đạo của họ. Dưới sức ép từ Mỹ, ông Kim Jong-un đã tạm thời im ắng hơn. Nhiều lúc ông ấy chỉ hành động nhỏ lẻ dưới áp lực từ Trung Quốc, vì ông ấy cũng hiểu rằng sự sống còn của mình không hoàn toàn nằm trong tay mình. Vào năm 2018, thượng nghị sĩ Mỹ James Ritch đã phát biểu tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang rằng nếu Kim Jong Un tiếp tục những gì ông đang làm sẽ dẫn đến chiến tranh, kết quả của khủng hoảng phụ thuộc vào một mình Kim Jong Un. Kim Jong Un đang đứng trước ngã rẽ giữa việc giữ vững ngai vàng và tiếp tục cai trị hoặc phải đối mặt với sự kết thúc của chế độ. Những lời tương tự cũng có thể áp dụng cho các lãnh đạo ở Trung Nam Hải ngoài việc lo ngại về việc dò dỉ thông tin nội bộ các lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc tất nhiên cũng rất lo ngại về khả năng tấn công chính xác từ phương tây đặc biệt là từ mỹ bắc kinh không thể phủ nhận rằng trong nhiều năm qua quân đội mỹ đã không ngừng theo dõi và phân tích tình hình quân sự và trang bị vũ khí của trung quốc họ đã tích lũy được một khối lượng rất lớn thông tin tình báo nếu như trung quốc có bất kỳ động thái nào các cơ sở hạt nhân hệ thống chỉ huy quân sự cũng như kho vũ khí và đạn dược quan trọng của trung quốc đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công tất nhiên cũng không loại trừ khả năng quân đội mỹ sẽ áp dụng chiến thuật bắt giặc phải bắt vua thực tế dự luật trừng phạt những kẻ bạo lực và đàn áp của đảng cộng sản trung quốc vừa được hạ viện mỹ thông qua chính là nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của đảng cộng sản trung quốc điều này đã có hương vị của chiến thuật bắt giặc phải bắt vua và có thể cũng sẽ thúc đẩy những biến động trong nội bộ trung nam hải Thế sự như cờ, với sự bi thảm của các lãnh đạo Hamas và Hezbollah ngày nay, liệu có phải cũng đang báo hiệu kết cục cho những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đối đầu với thế giới dân chủ? Thưa quý vị, bản tin chọn lọc của Đại Kỳ Nguyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.